chúng tôi lại về những lô hàng, và trong đó là một điểm nóng hiện tại trong giới chơi audio hiện nay, đó là phần về chơi nhạc số. Và không thể bỏ qua được một sản phẩm rất là tuyệt vời đến từ hãng Orender của Hàn Quốc. Và sản phẩm này thì qua nghiên cứu của bên hãng thì sản phẩm này là được thiết kế tại Mỹ, nhưng được các kỹ sư Hàn Quốc đã lắp ráp và sản xuất tại Hàn Quốc, và chúng tôi là trong những nhà phân phối hàng đầu của sản phẩm Orender này tại thị trường Việt Nam. Và hôm nay chúng ta sẽ khui thùng một dòng sản phẩm Orender và có mã số. Đây các bạn xem, mã số là N100C và màu Shriver và ổ cứng 4T hỗ trợ. Đây là ổ cứng tốc độ cao nhất của hãng bây giờ đang có và đang sử dụng, áp dụng cho dòng Orender này. Và chúng ta sẽ cùng khui thùng sản phẩm này. Bao giờ dòng sản phẩm Orender này cũng được đóng rất cẩn thận ở trong hai lớp cắt tông, vì khi vận chuyển xa thì các bạn cũng rất là yên tâm. Đầu tiên khi tôi bóc ra thì tôi đã nhìn thấy ngay một quyển catalog hướng dẫn của dòng sản phẩm này. Và dòng sản phẩm Orender N100C này là bắt đầu được nâng cấp từ W20 và N10 lên. Đó, thì đây dòng sản phẩm N100C đây, nó nằm đây. Thì các bạn sau đó sẽ phải nghiên cứu thêm về các cái đầu này, vì đây trong này nó có rất là nhiều định dạng chơi cho các bạn chơi về phần nhạc số. À, đây là dây nguồn cũng như là bảo hành chính hãng. Đấy, hôm nay các bạn nhìn xem, ngày 1/7/2019, phiếu bảo hành của Orender đã cập cảng ở Thiên Hà Audio. Khi đầu tiên bóc dòng sản phẩm này ra, chúng ta sẽ cảm nhận ngay một sự rất là chắc chắn đầm tay của dòng Orender này. Chúng ta sẽ nhìn thấy các khối nhôm liền khối là cắt CNC rất là tuyệt vời. Và trên này nó có một cái chữ chỉ là của Orender, đây là của hãng Inchim luôn. Còn hai bên ba cạnh này là các cánh tản nhiệt. Của bên này là cánh tản nhiệt. Còn đây là một màn hình LED. Tí nữa khi chúng ta xông điện và bắt đầu chúng ta sử dụng thì màn hình sẽ hiển thị. Còn đây là công tắc standby, và đây là các về phần nút vi chỉnh của trong phần này. Và chúng ta thử lật xem đằng sau thì có cái sản phẩm gì. Đầu tiên cùng nói về nguồn điện thì là dòng điện sẽ là 220 và 240V và cầu chì là 2A. Và đây là các cổng USB chuẩn của audio. Và đây là một cổng coaxial, và đây là một cái mạng nan. Những cái này là trong này là sẽ đã hỗ trợ thêm một cái ổ cứng 4T của dòng HDD rất là tốc độ cao, để cho các bạn dùng là các bạn có thể là cóp nhạc của nó và các bạn chơi thì rất là ổn định và tuyệt vời. Và để chơi được dòng nhạc số này thì các bạn sẽ kết hợp cùng với cả một DAC ngoài. Còn đây là một định dạng của Music Server, tức là thay một máy tính. Nhưng mà được cái là về chất lượng của dòng nhạc này thì rất là tuyệt vời, tức là đây là đỉnh cao nhất của trong các dòng nhạc. Và các cái file nhạc chơi này thì mình có thể kết hợp để chơi các cái file nhạc số, nhưng mình phải bỏ tiền ra mua thêm. Đó là những dòng Spotify hay là team rất là đỉnh cao nhất là dòng Tida. Đó là định dạng chuẩn chơi dòng nhạc số bây giờ. Và chúng tôi sẽ kết hợp dòng sản phẩm này với cả một cấu trúc của bộ dàn tham chiếu của Thiên Hà Audio. Các bạn hãy đợi và xem chúng tôi phối ghép như thế nào, và chúng ta sẽ cùng có một sự trải nghiệm. Vâng, sau khi nhân viên kỹ thuật của Audio Thiên Hà đã set up cho chúng tôi có một hệ thống để test con Orender N100C này. Đây là dòng Orender được thừa hưởng chính từ những cái công nghệ cao nhất của bên dòng N10 và W20.
Thì bây giờ chúng ta sẽ có một con music server này, và chúng tôi sẽ kết nối cùng với cả một âm ly có luôn phần DAC ở trong máy luôn, rất là thuận lợi cho các bạn chơi. Và đây thì cũng không khác gì như một ổ, nhưng một phần nguồn có thể là giống như là CD đấy. Nên bây giờ chúng ta sẽ cùng test thử qua hệ thống này. Chúng ta sẽ có Audender A100 Titan có DAC luôn, và đôi loa Tannoy GR Canter. Và không để các bạn đợi lâu, chúng ta sẽ thưởng thức ngay một đoạn nhạc và các bạn sẽ trải nghiệm trong xem thực tế nó như thế nào. Xin mời. Các bạn đang sử dụng dòng Audender kết hợp cùng với âm ly này, các bạn thấy không, tôi trên tay tôi hiện tại đang dùng một cái máy tính bảng iPad này, đó là sẽ thay cho remote, và trong này nó là cả một kho tàng nhạc. Các bạn có thể chơi được tất cả các loại định dạng nhạc ở trong này, và Thiên Hà chúng tôi sẽ cung cấp cho các bạn luôn các cả các ổ cứng này, đó là ổ 2T và ổ 4T chất lượng cao tại Thiên Hà Audio chúng tôi, và có một cái giá rất đặc biệt cho các bác khi đến Thiên Hà Audio để trải nghiệm và được thử những dòng sản phẩm như thế này. Các bạn thấy hay và sẽ chia sẻ với những người chơi về phần nhạc số như này, hãy đến Thiên Hà Audio chúng tôi sẽ có nhân viên kỹ thuật tư vấn và giúp cho các bạn có một sự trải nghiệm thực tế. Xin hẹn và hẹn gặp lại. Chào các bạn.